Vâng, xin chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh JK Audio. Em đang test một bản nhạc rất sôi động và trên cái cấu hình combo chỉ với 23 triệu đồng hiện nay. Bộ loa B12 rất sang trọng và cục đẩy X7 DAC ạ. Đây là cục đẩy liền vang với bộ mic không thể thiếu được bộ mic cao cấp W49 tặng kèm cho cấu hình combo này. Ok, em sẽ mở nhỏ nhạc một chút xíu đi vào cái cặp loa đã. Các anh em có thể nhìn thấy đây là cặp loa full mà được thiết kế rất là đẹp. Với nó không còn là cái tấm e căng bằng sắt thô thiển nữa, mà thay vào đó là một tấm e căng bằng lụa mỏng rất sang trọng, tăng thêm cái giá trị cho đôi loa, nhất là được sở hữu luôn cho mình cái màu sắc này. Đây là cái màu đỏ vân gỗ. Tất cả những tiểu tiết nhỏ nó đều được hoàn thiện rất là chi tiết, giúp cho cái cặp loa nó càng thêm cái sự sang trọng, đẳng cấp của một thương hiệu lớn đến từ Mỹ. Em bỏ e căng bên này, các anh em nhìn thấy này, tất cả những đường, kể cả những con ốc lục giác cũng được sơn tĩnh điện, giúp cho bảo vệ tốt, nhất là đặc biệt là khí hậu ở Việt Nam chúng ta nó nồm nóng ẩm thất thường. Vỏ này cũng được phủ bóng ceramic giúp cho cái khả năng chống ẩm mốc rất tốt. Thiết kế thì nó là dòng loa full với một bát 30 gân vải tầm dầu, một chung kèn, một chép kèn lớn. Hệ thống lỗ thông hơi cũng được đưa hoàn toàn ra phía trước, có nghĩa là nó đưa tất ra toàn bộ phía trước, giúp người nghe chúng ta ngồi trực diện nó sẽ có được một cái cảm xúc thăng hoa hơn. Cầu chạm đằng sau, ta có thể link sang một thiết bị khác hoặc là đánh tách cầu. Model là B12, công suất dao động từ 600 đến 1000, trở kháng 8 ohm, độ nhảy 96 decibel, sản xuất tại Đài Loan. Vì thường là hàng này là hàng chính hãng của WeWork, hàng công ty, nên đều được sản xuất tại nhà máy cũng như công ty của WeWork đặt ở bên Đài Loan, và hàng nhập khẩu về nguyên thùng nguyên kiện về. Giá bán là 16 triệu đồng cặp này, rất đẹp không ạ? Mà hiện nay cặp loa này đang bán rất là chạy, rất là tốt trên thị trường hiện nay. Chúng em đang bán với mức giá tổng thể bộ combo là 23 triệu đồng. 23 triệu đồng thì chúng ta có thêm được cái đẩy X7 DAC ạ. Bộ đẩy này là bộ đẩy liền van. Gần như em ghép đa phần em ghép những cấu hình combo tại JK là sẽ có con đẩy X7 DAC này. Và không thể thiếu được bộ mic cao cấp, không thể thiếu được bộ mic cao cấp W49. Mic hát nhẹ, tiết kiệm pin, nhiều tính năng thông minh đi kèm. Không để mất nhiều thời gian của các anh em nữa, em sẽ đi vào test nhạc luôn và test vào bản karaoke nữa. Vì là nghe nhạc trên cái đôi loa này nó cực kỳ phấn khích luôn ạ. Em tăng volume này, các anh em cùng em cảm nhận cũng như là cùng em trải nghiệm cái giây phút thăng hoa này. Chọn một bản ca khúc nhạc trẻ để gửi đến các anh em luôn. Vì đa phần là những cái cấu hình này nó sẽ thể hiện những cái dòng nhạc đấy rất là tốt, từ nhạc mạnh nhẹ nhàng cho đến nhạc đồng quê. Em sẽ mời các anh em đeo tai phone và chúng ta cùng lắng nghe thưởng thức nhé. Đã có lúc anh mong tìm mình bé lại, để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa. Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi, để những dấu yêu sẽ không phải mờ. Nếu không hát lên nặng lòng xa riêng, nếu không nói ra làm sao biết anh thương em. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ.
bình minh khuất lấp sau màn đêm, như nỗi lòng anh chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết. Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em, sắp tan bao yêu lòng nhẹ cất sâu. Dẫu có chút vương chút ân tình chôn dấu, đêm những nhớ thương thầm lặng trên tay, nghe sao bước thêm ướt đôi vai gầy. Nếu không hát lên nặng lòng ra làm sao biết anh thương em, anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Bình minh khuất lấp sau màn đêm, như nỗi lòng anh chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết. Hoàng hôn tắt nắng